Xin chào mọi người, quay lại với Shopee Pro Channel. Chắc là ai trong chúng ta khi mua các sản phẩm công nghệ như là máy tính, điện thoại hay đồng hồ thông minh sẽ xem review sản phẩm đó trước để hiểu hơn về sản phẩm đó cũng như là những ưu nhược điểm của thiết bị cần mua. Và lần trước Moon có review về chiếc Shopee Pro 8 của nhà Microsoft. Tuy nhiên thì trong video ngày hôm nay, Moon sẽ nói lên những điểm cần thiết nhất mà các bạn nên biết trước khi mua sản phẩm này để cho mọi người dễ dàng nắm bắt thông tin hơn và sẽ không mất quá nhiều thời gian để xem video review full ha. Ok, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu thôi. Điểm ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào Shopee Pro 8 là em máy này có thiết kế khá hiện đại, tuy nhiên vẫn duy trì được phong cách thiết kế của dòng Shopee Pro đã có trước đó. Cụ thể thì Shopee Pro 8 có kickstand cho phép đóng mở 165 độ, logo Microsoft tráng gương, tạo cảm giác tối giản nhưng không kém phần cao cấp, cùng khả năng tương thích với bàn phím và bút cảm ứng. Tuy nhiên điểm làm cho con máy này ăn đứt các sản phẩm tiền nhiệm chính là các con máy bo cong, thân máy nhôm giúp giảm tối đa tình trạng bám vân tay, hai tùy chọn màu sắc sang trọng, đen và bạch kim. Và nhờ phần viền màn hình được làm mỏng đi đáng kể, mà dù có kích thước thân máy tương tự như Pro 7, nhưng Pro 8 mang đến nhiều không gian hiển thị hơn. Bên cạnh đó, Surface Pro 8 cũng đang là phiên bản Surface Pro đầu tiên được tích hợp màn hình hỗ trợ Dolby Vision có độ phân giải lên đến 2K+, giúp mang đến trải nghiệm quan sát mãn nhãn, rõ ràng và tươi sáng. Ngoài ra, tần số quét 120Hz cũng giúp cho chuyển đổi trên màn hình diễn ra mượt mà hơn, đặc biệt là khi sử dụng ở chế độ tablet hoặc là khi tương tác bằng bút cảm ứng, hay thậm chí là đối với các tác vụ đơn giản như là Snap Layout, người dùng Pro 8 có thể dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt. Điểm tiếp theo mà các bạn cần lưu ý khi mua Pro 8 là phần phụ kiện bàn phím và bút. Bàn phím của Pro 8 có khe đặt và sạc bút, vì vậy các bạn sẽ không cần sử dụng pin 4A cho bút như các phiên bản Surface Pro cũ. Giống với Surface Pro X thì Microsoft cũng đang mở bán thêm một tùy chọn bàn phím có khe đặt và sạc bút không dây, có tên là Surface Pro Signature Keyboard. Thiết kế này không chỉ giúp cho người dùng dễ dàng đặt để và bảo quản bút mà còn thân thiện với môi trường hơn Surface Pen sử dụng pin 4A truyền thống. Trong trường hợp không cần sử dụng đến bút thì mọi người có thể mua bàn phím không có khe đặt và sạc bút với giá dao động từ $100. Khác với các tablet có bàn phím rời khác, hai tùy chọn bàn phím Dream Pro 8 đều được tích hợp sẵn full size trackpad, có khả năng phản hồi nhanh, nhạy và có độ chính xác gần như tuyệt đối. Kết hợp với đó là bàn phím có kích thước lần lượt là 28.91, 22.61 và 0.48cm, hỗ trợ layout tiêu chuẩn, hành trình phím 1.3mm và các hệ thống đèn nền. Ngoài ra thì trải nghiệm gõ phím trên Pro 8 cho cảm giác chắc tay, độ nảy phím cao, vì vậy mọi người sẽ không cảm giác mỏi và khó chịu tay khi phải gõ phím nhiều. Một trong những điểm giúp cho Surface Pro 8 trở thành thiết bị 2 trong 1 đáng mua nhất năm 2021 đó là thời lượng pin khủng cũng như bộ xử lý mạnh mẽ. Surface Pro 8 được trang bị hai tùy chọn bộ xử lý Tiger Lake thế hệ thứ 11 của Intel mạnh mẽ, gồm Core i5-1135G7 và Core i7-1185G7. Ngoài ra, con máy này còn được trang bị đồ họa Iris Xe đặc trưng của các thiết bị chạy chip Gen 11, RAM 32GB và SSD lên đến 1T. Có hiệu suất CPU cao hơn 40% và cải thiện 74% hiệu suất GPU so với Pro 7. Do đó thì Pro 8 chạy tốt mọi ứng dụng văn phòng cũng như các ứng dụng ngốn nguồn tài nguyên hệ thống, thậm chí là các ứng dụng đồ họa 2D, 3D cũng không thể làm khó được chiếc Surface này. Ngoài ra thì Surface Pro 8 còn đạt được chứng nhận Intel Evo, một tiêu chí mà Intel đặt ra để giúp cho người dùng xác định nhanh một con laptop tốt chạy chip Intel. Để đạt chứng nhận Evo này, thiết bị phải có thời lượng pin ít nhất là 9 tiếng xử lý các tác vụ tiêu chuẩn như là mở Chrome, chạy Office 365, phát YouTube, gọi điện và Zoom ở màn hình Full HD. Ngoài ra còn phải có tốc độ khởi động từ chế độ ngủ ít hơn 1 giây, hỗ trợ sạc nhanh, tương thích với Wi-Fi 6 và Thunderbolt 4. Về thời lượng pin thì Surface Pro 8 có thời lượng pin lên đến 16 giờ sử dụng sau mỗi lần sạc. Và đây là một con số đáng gờm nếu chúng ta đem so sánh với các dòng Surface Pro tiền nhiệm. Đồng thời như đã đề cập thì do đạt chứng nhận Intel Evo nên Pro 8 cũng hỗ trợ sạc nhanh, cho phép sạc đầy từ 0 đến 80% chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Vì vậy mọi người có thể an tâm sử dụng Pro 8 mà không phải lo nghĩ đến vấn đề máy cạn pin nhanh, không đủ cho một ngày dài làm việc. Ngoài việc được nâng cấp về thiết kế và có bộ xử lý khủng, thì cổng kết nối trên Pro 8 cũng là ưu điểm của thiết bị 2 trong 1 này, vì cuối cùng Microsoft đã lắng nghe ý kiến người dùng và tích hợp cổng Thunderbolt lên thiết bị của hãng. Cụ thể thì Surface Pro 8 đang được trang bị hai cổng Thunderbolt 4, cho phép kết nối cùng lúc hai màn hình 4K, tương thích với eGPU và tăng tốc khả năng truyền tải dữ liệu. Trong trường hợp quên mang theo dây sạc Surface Connect thì mọi người có thể sạc Pro 8 bằng dây Type-C thông qua cổng USB-C Thunderbolt 4. Ngoài ra thì thiết bị này vẫn đi kèm với các tùy chọn cổng quen thuộc trên dòng Surface với một jack âm thanh 3.5mm, một Surface Connect và một cổng Surface Tab Cover tự tính. Một trong những điều mà chắc chắn mọi người sẽ quan tâm khi mua máy mới là liệu rằng thiết bị đó có thể nâng cấp dung lượng lưu trữ hay không. Và vâng, mọi người an tâm khi mua Surface Pro 8 nhé, vì thiết bị này có SSD có thể nâng cấp.
Nếu từng sử dụng Surface Pro X hoặc là Surface Pro 7 Plus thuộc kênh thương mại thì các bạn có thể quen thuộc với SSD có thể thay thế. Nhưng đối với những người dùng thông thường, thay thế SSD trên thiết bị vẫn là một phạm trù mà Microsoft đã thiếu sót trong nhiều năm qua. Cụ thể thì Surface Pro 8 được tích hợp SSD NVMe định dạng M.2/2230 cho phép thay thế hoặc là nâng cấp bộ nhớ khi cần. Mặc dù Microsoft khuyến cáo rằng quá trình thay thế còn có sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên lành nghề, nhưng dù vậy đây vẫn là một cải tiến đáng hoan nghênh. Vì vậy bạn có thể tiết kiệm được một khoản chi phí nho nhỏ khi mua máy trong trường hợp tạm thời chưa có nhu cầu lưu trữ quá nhiều dữ liệu và có ý định mở rộng bộ nhớ khi cần sau này. Điều tiếp theo mà các bạn cần quan tâm khi mua Surface Pro 8 là dòng Pro này không có phiên bản Core i3. Điều này đồng nghĩa với việc là muốn sử dụng SKU Core i3 với đồ họa UHD thì mọi người phải mua thông qua kênh doanh nghiệp. Cấu hình thấp nhất mà Microsoft đang mở bán chạy Intel Core i5 8GB 128GB SSD có giá niêm yết tại hãng là $1,099 và cấu hình cao nhất chạy Intel Core i7 32GB 1TB SSD có giá là $2,299. Lúc nãy mình có đề cập là điểm mới trên Surface Pro 8 là sự xuất hiện của chuẩn kết nối Thunderbolt 4. Điều này có nghĩa là dòng Pro 8 sẽ không còn cổng kết nối USB-A như các dòng Pro trước. Cổng USB-A đã được hầu hết các ông lớn trong ngành cắt giảm để thay thế bằng chuẩn kết nối Thunderbolt mới. Surface Pro 8 của Microsoft cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên thì cũng không thể phủ nhận rằng hiện vẫn còn rất nhiều phụ kiện và thiết bị ngoại vi cũ khả dụng với USB-A. Do đó, nếu thuộc trường hợp này, người dùng cần phải mua thêm bộ chuyển đổi USB-C to USB-A hoặc là cân nhắc đến các hub khác. Điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn trước khi mua Pro 8 là thiết bị này không tương thích với bản phím Tab Cover cũ. Do đó, đối với những ai sử dụng Pro 7 hoặc là phiên bản Pro cũ hơn, muốn nâng cấp lên Pro 8 các bạn phải mua thêm bản phím mới. Tuy nhiên, Surface Pro 8 vẫn tương thích với bản phím Surface Pro Signature Keyboard của Pro X. Do đó, khi nâng cấp Pro X lên Pro 8, bạn không cần phải tốn kém để mua thêm một bàn phím mới. Vậy là mình vừa tổng kết xong 8 điều cần biết trước khi mua Surface Pro 8. Mong rằng video này sẽ hữu ích với các bạn, đặc biệt đối với những ai đang có dự định mua sản phẩm 2 trong 1 xịn sò đến từ nhà Microsoft này. Các bạn ơi, và mọi người đừng quên like cũng như là theo dõi kênh để ủng hộ Surface Pro nha. Bye bye!